Mì ba miền tôm chua cay đặc biệt. Đặc biệt ngon. Nước súp thích mê. Ba miền nước cốt có gấp đôi thịt tôm tươi, đắm đôi hương vị chua cay. Đậm đà gia vị bốn gói có gấp và rau, gấp cốt và thịt tôm. Ba miền rất đậm đà. Ba miền rất đa. Ba miền rất đậm đà.